Chủ trương chính sách của chúng ta có từ vấn đề là cam kết net zero của Thủ tướng Chính phủ tại COP26, và đây là một cái cơ hội để mà Việt Nam thúc đẩy cái phát triển cái thị trường carbon để thu hút nguồn lực của đầu tư quốc tế cũng như nguồn lực của toàn xã hội trong ngành cho đầu tư và bảo vệ phát triển rừng. Về đảng thì chúng ta có cái nghị quyết 24 của năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó có đề ra nhiệm vụ là phát triển thị trường trao đổi tín chỉ carbon trong nước và tham gia thị trường carbon quốc tế. Và năm 2018, kết luận số 56 khi sơ kết cái nghị quyết 24 thì cũng có đề ra nhiệm vụ là nghiên cứu cơ chế kế cho phép kết hợp cái sự khai thác giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương có rừng. Lúc này là nhấn mạnh cái vai trò của ngành lâm nghiệp của rừng trong đóng góp và vừa phát triển kinh tế vừa tham gia thị trường carbon. Và kết luận số 61 của Ban Bí thư về chỉ thị 13 tăng cường quản lý bảo vệ phát triển rừng thì cũng có đề ra nhiệm vụ đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Luật lâm nghiệp thì cũng có nêu dịch vụ lưu giữ hấp thụ carbon là một trong những loại dịch vụ môi trường rừng. Và nghị định số 06 của Chính phủ cũng đã có quy định rằng là các chủ rừng là tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư có thể tham gia vào cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế. Và vừa rồi, đặc biệt là nghị định số 107 về thí điểm triển khai thỏa thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và quản lý tài chính của cái nguồn tài chính này. Và đặc biệt hơn nữa là tháng 5 năm 2024 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị 13 nhấn mạnh vấn đề tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon, trong đó có tín chỉ carbon rừng để nhằm thực hiện cái đóng góp do quốc gia tự quyết định. Và hiện nay thì một số những cái cơ chế chính sách về tín chỉ carbon, trong đó có tín chỉ carbon rừng, đang dần dần được hình thành và hoàn thiện. Trong đó là Bộ Tài chính đang xây dựng đề án phát triển thị trường carbon trong nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đang trình nghị định sửa nghị định 06 năm 2022, trong đó đưa các nội dung về quản lý tín chỉ carbon, đặc biệt về các phương pháp luận, về cách phê duyệt dự án, về xây dựng dự án, phê duyệt phương pháp luận tạo tín chỉ, cấp tín chỉ carbon rừng và hoạt động quyền trao đổi chuyển nhượng nó ra sao. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giao cho Cục Lâm nghiệp đang để đón đầu cho cái thị trường carbon trong nước, thì Cục Nông nghiệp đang xây dựng một số những cái điều kiện kỹ thuật, thể chế để tham gia vào thị trường carbon trong nước. Khi mà thị trường carbon trong nước sẵn sàng, chúng tôi đang xây dựng tiêu chuẩn carbon Việt Nam và chúng tôi đang có một số những cái hướng dẫn. Thì ngành lâm nghiệp cũng có rất là nhiều các cái chủ trương chính sách như là chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, chương trình RED cộng, kế hoạch quốc gia triển khai tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất, và một loạt các chương trình kế hoạch khác như đề án về giá trị đa dụng của rừng, đề án về phòng chống bảo tồn thiên tai, đề án về quản lý rừng bền vững. Tất cả những cái chủ trương chính sách của ngành này cũng đáp ứng cho việc bảo vệ phát triển rừng cũng như là thúc đẩy cái trao đổi chuyển nhượng tín chỉ carbon của rừng. Và cũng như vừa rồi Nguyên Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng chia sẻ rồi, hiện nay thị trường carbon đang vô cùng sôi động, kể cả thị trường tự nguyện trên quốc tế và các thị trường bắt buộc của các quốc gia cũng như các một số vùng lãnh thổ vô cùng sôi động. Và cái việc mà trao đổi thị trường tín chỉ carbon rừng của ngành lâm nghiệp của chúng tôi hiện nay là đang thực hiện trên cái thị trường tự nguyện. Chúng tôi đang có hai cái chương trình dự án carbon lâm nghiệp để mà trao đổi trên thị trường tự nguyện. Chương trình thứ nhất là chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mà thực hiện trên 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Chương trình này thì áp dụng cái tiêu chuẩn carbon của Quỹ Đối tác Carbon trong lâm nghiệp, gọi tắt là FCPF đấy. Và tháng 10 năm 2022 chúng tôi đã ký được cái thỏa thuận mua bán chi trả giảm phát thải này. Tuy nhiên để ký được cái thỏa thuận này chúng tôi trải qua một quá trình vô cùng dài. Chúng tôi bắt đầu xây dựng ý tưởng của chương trình này vào tháng 6 năm trình cho quỹ FCPF phê duyệt vào tháng 6 năm 2014. Chúng tôi phải mất gần 5 năm đến 2018 đến lần bảo vệ thứ hai của Quỹ Đối tác Carbon trong lâm nghiệp. Lúc đó thì Nguyên Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu đoàn của Việt Nam đã đến bảo vệ và thành công được chương trình đó vào tháng 2 năm 2018. Lúc đó mới bắt đầu có được hoàn thiện được cái điều kiện hiệu lực, điều kiện để mà chúng tôi đàm phán cái thỏa thuận EPA, và đến tháng 10 năm 2022 chúng tôi mới ký được thỏa thuận EPA. Và sau khi ký xong chúng tôi phải hoàn thiện cái điều kiện hiệu lực, đó là có một cái nghị định về thí điểm chuyển nhượng là nghị định 107 tôi vừa trình bày đấy ạ. Và đến tận tháng 12 năm 2022 thì nghị định đó mới xong. Và song song đó thì chúng tôi phải xây dựng cái báo cáo giám sát kết quả mà đã
để cho quỹ FCPF họ cấp tín chỉ khoảng 16,21 triệu tín chỉ, đó là kết quả giảm phát thải của năm 2018-2019. Và đây, cái kết quả này đã được tín chỉ hóa, có nghĩa là đã được thành tín chỉ carbon rừng của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Và chúng tôi đã chuyển nhượng cho World Bank, của chuyển nhượng cho quỹ FCPF chính là tín chỉ carbon, không phải là kết quả giảm phát thải như chúng ta vẫn thường nghĩ đó. Và hiện nay chúng tôi đã chuyển nhượng được 10,3 triệu tấn, tức là toàn bộ cái lượng tín chỉ theo con số chính thức của EPA. Còn lại thì có khoảng tối đa 5,5 triệu nữa là World Bank có thể mua nếu chúng tôi có hàng. Và hiện nay chúng tôi đang thừa khoảng hơn 6 triệu tấn, gần 6 triệu tấn. Thì World Bank đang đề xuất mua khoảng 1 triệu tấn nữa. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang gấp rút hoàn thiện cái thủ tục để xin cái chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tín chỉ này. Và tín chỉ ở đây tôi nhắc lại đó là tín chỉ từ năm 2018-19. Một trong những yếu tố mà ảnh hưởng đến giá bán nữa đó là cái vintage, cái năm của cái tín chỉ đó được cấp. Như vùng Bắc Trung Bộ là tín chỉ đầu tiên đó là 2018-2019, chứ không phải là tín chỉ hiện tại để bây giờ, cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề giá với cái việc là và năm của tín chỉ. Chương trình thứ hai mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang được giao chủ trì xây dựng đó là sau cái hội nghị COP26 thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ký với tổ chức Emergen một cái ý định thư là sẽ xây dựng và triển khai đàm phán cái thỏa thuận mua bán giảm phát thải vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cho 11 tỉnh của vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Và dự kiến là phía LEAP Emergen sẽ mua khoảng tối thiểu là 5,15 triệu tấn với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ trên một tấn CO2. Và chương trình này thì không áp dụng tiêu chuẩn FCPF, mà chương trình này họ đang đề xuất áp dụng một tiêu chuẩn khác, đó là tiêu chuẩn TREE do cái app gọi là nền tảng giao dịch Red cộng ấy, họ ban hành cái tiêu chuẩn này. Và hiện nay chúng tôi cũng đã trình được cái hồ sơ đăng ký cấp tín chỉ. Và trong cái hồ sơ đăng ký cấp tín chỉ này đang dự kiến là chỉ trong 2 năm 2022 thì 11 tỉnh này sẽ tạo ra khoảng 8 triệu tín chỉ và đã để chuyển nhượng cho phía LEAP Emergen. Và hiện nay cái hồ sơ này đang được bên thứ ba, tức là VBB thẩm định đánh giá độc lập để làm căn cứ để cấp tín chỉ. Và song song với việc xây dựng hồ sơ tài liệu đăng ký thì chúng tôi cũng đã xây dựng xong được phương án đàm phán cái thỏa thuận EPA này. Và chúng tôi cũng đã có văn bản để gửi xin ý kiến của tất cả các bộ ngành liên quan và 11 tỉnh về cái đề án để đàm phán cái thỏa thuận EPA này. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái tín chỉ mà hai chương trình FCPF và chương trình LEAP, chúng tôi gọi tắt là chương trình dưới là chương trình LEAP, mà chúng tôi làm là tín chỉ chủ yếu đến từ rừng tự nhiên. Chương trình FCPF thì có khoảng vài triệu tấn là tín chỉ từ rừng trồng. Đúng rồi, chủ yếu là đến từ rừng tự nhiên, mà không có một tín chỉ nào đến từ rừng trồng. Bởi vì rằng những tiêu chuẩn này, họ đang có những quy định khá là ngặt nghèo đối với việc có thể tính được tín chỉ từ rừng trồng. Cho nên mặc dù rừng trồng ở trong vùng này có, mặc dù thực chất chúng ta có nhìn thấy việc hấp thụ của họ, nhưng áp theo cái quy định của tiêu chuẩn này thì cả hai tiêu chuẩn này đều hiện tại là đang chưa có tín chỉ từ rừng trồng mà mới chỉ tín chỉ từ rừng tự nhiên. Có thể trong vài năm tới thì khi đủ cái điều kiện và kéo dài cái thời gian chu kỳ của rừng trồng thì có tín chỉ từ rừng trồng. Cho nên tôi xin nhấn mạnh đó là tín chỉ chủ yếu đến từ rừng tự nhiên. Và một yếu tố nữa đó là tín chỉ chủ yếu là từ giảm phát thải. Rừng thì chúng tôi có hai loại tín chỉ, một giảm phát thải, hai là tín chỉ tăng hấp thụ. Thì hiện nay chương trình FCPF thì có vài triệu của tín chỉ của tăng hấp thụ, còn chương trình LEAP 2 năm thì tất hoàn toàn là tín chỉ của giảm phát thải. Cho nên tín chỉ giảm phát thải hay tăng hấp thụ nó cũng ảnh hưởng đến việc giá đó. Và từ việc đúc kết của hai chương trình kia, tôi xin phép nói nhanh, chắc cũng sắp hết giờ. Đúc kết của hai chương trình thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng một số những cái thuận lợi, khó khăn và thách thức như sau. Thuận lợi thì cũng có nhiều, đó là có rất là nhiều những chủ trương của Đảng, chính sách, nghị định chính sách của chính phủ, rồi các hướng dẫn của các bộ ngành, rồi cũng có như các chiến lược quốc gia, rồi các chương trình phát triển kế hoạch của ngành lâm nghiệp để thúc đẩy bảo vệ và phát triển rừng để tăng cái khả năng hấp thụ cũng như là ngăn ngừa cái giảm phát thải.
Thứ ba thuận lợi đó là sự chuẩn bị của thị trường carbon trong nước. Với những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ thì hiện nay là thị trường carbon trong nước đang được xây dựng, hình thành. Và theo dự kiến, theo lộ trình thì có lát nữa Bộ Tài chính sẽ chia sẻ, thì trong vòng mấy năm tới mà thị trường chính thức được vận hành thì lúc đó tín chỉ carbon của lâm nghiệp có thể giao dịch ở trên thị trường trong nước này. Thuận lợi thứ tư đó là hiện nay ngành lâm nghiệp đã có những cái kế hoạch giảm phát thải của ngành, cũng như có những thông tư hướng dẫn về quy định về kiểm kê khí nhà kính và đo đạc báo cáo giảm nhẹ trong lĩnh vực lâm nghiệp để làm cơ sở báo cáo những cái kết quả mà của ngành chúng tôi cũng đã đóng góp vào trong NDC. Thứ năm đó là nhu cầu bù trừ tín chỉ trong nước và quốc tế, và nhiều nhà đầu tư quan tâm đến hỗ trợ phát triển rừng. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì nhu cầu bù trừ tín chỉ trong nước là cũng sẽ tăng mạnh với những cái thỏa thuận, với những cái sáng kiến mới của quốc tế, ví dụ như sáng kiến về CBAM của EU, cũng như sắp tới thì Hoa Kỳ họ đưa ra một cái sáng kiến về Clean Act. Thì những cái sáng kiến này sẽ áp đặt cho những doanh nghiệp của Việt Nam muốn xuất khẩu vào hàng hóa vào thị trường họ thì cần phải chứng minh những cái nỗ lực sắp giảm phát thải. Thì đó là những cái nguồn cầu về mặt tín chỉ. Và đây là những cái nhu cầu mà khá là lớn, có thể là sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới, kể cả trong nước lẫn quốc tế. Chúng tôi cũng có rất nhiều doanh nghiệp quốc tế cũng đã tiếp cận muốn mua tín chỉ, vì họ cũng muốn mua tín chỉ để họ bù trừ vào cái phần giảm phần phát thải của họ. Và cuối cùng thì hiện nay là cái tiềm năng về tín chỉ carbon rừng cũng vô cùng lớn. Vừa rồi Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng đã chia sẻ rồi, chúng tôi có đến hơn 14,8 triệu hecta về rừng, và hiện nay thì theo cái quy hoạch thì cũng sẽ phải mở rộng ra đối tượng này. Tuy nhiên, thuận lợi thì có, nhưng mà thực tế là khó khăn cũng vô cùng nhiều. Khó khăn cũng và thách thức cũng khá là nhiều. Trước tiên đó là vấn đề về truyền thông và dư luận về tín chỉ carbon rừng. Các anh chị ngồi đây cũng có thể chia sẻ, cũng có thể nghe thấy báo chí, truyền thông nói rất nhiều về vấn đề tín chỉ carbon rừng. Nào là bán giá 5 đô rẻ hay đắt, nào là tại sao EU bán đến 80 đô, tại sao mình bán 5 đô. Hay là những cái thông tin truyền thông liên quan đến việc là rừng nào có thể tạo được tín chỉ, rừng nào bán được nhiều tiền hơn. Chúng tôi đọc những cái tài liệu, thông tin báo trên mạng rất là ngỡ ngàng. Ví dụ như là rừng dừa 25.000 cây có thể thu được 25.000 đô la Mỹ. Hay là rừng điều, 1 hectare rừng điều có thể bán được 400 đô la tín chỉ carbon. Nó cao hơn cả cái rừng tự nhiên của chúng tôi rất nhiều. Những cái thông tin đó vô cùng là chưa thực sự chuẩn, chưa thực sự chính xác. Hay là có những thông tin nói rằng là cứ có cây, có đất là có được tín chỉ. Thực ra về mặt lý thuyết thì đúng là có, nhưng để tạo được nó thành tín chỉ, chúng ta phải mất vô nhiều thời gian cũng như nguồn lực, chi phí để đưa nó vào, để tín chỉ hóa nó. Với chương trình, hai chương trình mà chúng tôi làm ấy, chương trình FCPF của vùng Bắc Trung Bộ ấy, chúng tôi có cả một cái dự án FCPF hỗ trợ gần 10 triệu đô để chúng tôi xây dựng. Và hiện nay chương trình LEAP chúng tôi phải huy động rất là nhiều nguồn lực từ các nhà quốc tế, từ tổ chức quốc tế khác nhau để hỗ trợ chúng tôi làm, chứ không phải tự dưng là cứ cọ trồng cây lên là có được tín chỉ ạ. Đấy là những cái thông tin truyền thông dư luận vô cùng là ngặt nghèo. Thứ hai là vấn đề thể chế chính sách, mặc dù hiện nay có những cái hướng dẫn rồi, nhưng vấn đề về quyền carbon, vấn đề ai được bán tín chỉ sử dụng như thế nào thì chúng tôi vẫn đang còn thiếu. Và sự sẵn sàng của thị trường trong nước và sẵn sàng của ngành lâm nghiệp, mặc dù nó cũng là điều kiện thuận lợi nhưng nó cũng là khó khăn, bởi vì có thể là chúng ta không biết là chắc chắn lộ trình thị trường carbon trong nước có thể bắt chính thức vào năm 2028, 2029 hay chưa thì chúng tôi cũng không chắc chắn được. Và cái nhu cầu sử dụng tín chỉ của thị trường trong nước hiện nay theo cái quy định của Nghị định 06 cũ thì các doanh nghiệp sẽ chỉ mua bù trừ có 10% thôi, và Nghị định 06 mới có thể tăng lên 10-20% cái lượng mà họ còn thiếu, thì có thể là cái nhu cầu nó sẽ giảm đi khi mà một doanh nghiệp bị thiếu, họ không được mua hoàn toàn 100% tín chỉ bù trừ. Cũng như là vấn đề đóng góp NDC của ngành lâm nghiệp, Nguyên Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói, vừa chia sẻ là trong cái chiến lược ấy, chúng tôi phải tăng hấp thụ đến 70% để đóng góp vào. Thì chúng tôi cũng vô cùng là cái khó khăn, thách thức của chúng tôi. Và cũng như là việc vấn đề huy động nguồn lực đầu tư hỗ trợ kỹ thuật và năng lực của các bên liên quan vẫn còn hạn chế. Và cuối cùng đó là định hướng với kế hoạch của chúng tôi, thì chúng tôi cũng đã có định hướng là tiếp tục triển khai các chương trình giảm phát thải đang triển khai, và có thể nghiên cứu những cái chương trình tín chỉ carbon chất lượng cao như carbon xanh. Thứ hai cần phải truyền thông tập huấn kỹ thuật. Hiện nay chúng tôi, Cục Lâm nghiệp đang soạn thảo một cái tài liệu hỏi đáp về tín chỉ carbon rừng, và có thể là sẵn sàng sẽ chia sẻ với quý vị đại biểu trong vòng tháng sau, chúng tôi sẽ hoàn thành được việc này. Chúng tôi phải có kiểm kê khí nhà kính, rồi nghiên cứu phân bổ hạn ngạch NDC cho từng tỉnh để họ
dư thừa ra thì họ mới được bán. Chúng tôi cần phải hoàn thiện những thể chế chính sách, chúng tôi phải xây dựng tiêu chuẩn carbon rừng và các cơ chế vận hành cái tiêu chuẩn carbon rừng, và cũng như là huy động cái nguồn lực trực tiếp, độ hỗ trợ gián tiếp của các bên liên quan để giúp chúng tôi hỗ trợ. Và cuối cùng là xin chia sẻ thông điệp chính của ngày hôm nay của chúng tôi muốn nói là gì. Đó là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về mục tiêu giảm phát thải ròng về không của Việt Nam đến năm 2020. Thứ hai là vấn đề thị trường carbon hiện nay đa dạng và sẽ chắc chắn là sẽ tăng mạnh, phát triển mạnh, đặc biệt là thị trường carbon trong nước. Đó là việc gia tăng cái cơ hội đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng thông qua cái cơ chế tạo tín chỉ carbon trong nước và tham gia thị trường carbon tự nguyện. Và rừng có cái giá trị vô cùng cao, giá trị đa dụng của nó, đặc biệt là những giá trị liên quan đến chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và mang lại nhiều cái giá trị lợi ích thiết thực cho cộng đồng, người dân. Chính vì vậy mà việc đầu tư phục hồi rừng cần có sự chung tay của tất cả các bên liên quan, từ chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng đến từng cá nhân, nhằm bảo vệ những cái, nhằm cung cấp và bảo vệ cho thế hệ tương lai của chúng ta một Việt Nam xanh hơn. Chúng tôi xin phép kết thúc bài trình bày ạ.